Chào các bạn. Trong video này hãy cùng blog giảm giá.vn tìm hiểu chi tiết lịch sale Shopee trong tháng 6 năm 2023 này nhé. Trong tháng 6 năm 2023 này trên Shopee sẽ diễn ra rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Một trong số đó chính là chương trình Shopee mùng 6 tháng 6, một siêu sale lớn nhất năm trên Shopee. Chương trình này sẽ bùng nổ mạnh nhất vào ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023. À sau mùng 6 tháng 6 chúng ta sẽ có hai chương trình lớn nữa, đó chính là siêu siêu giữa tháng Shopee 15 tháng 6 bùng nổ vào ngày 15 tháng 6 năm 2023. Cuối cùng, đó chính là chương trình lương về siêu to Shopee 25 tháng 6 diễn ra vào ngày 25 tháng 6 năm 2023. Ngoài những chương trình lớn mà mình vừa kể trên thì trong mỗi ngày của tháng 6 năm 2023 này sẽ có những cái chương trình siêu nhỏ hơn mà các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Ví dụ vào mùng 2 tháng 6, tức là vào ngày thứ 6 này sẽ có chương trình thứ sáu mặc đẹp sale hè cực chất này. Hay đến mùng 3 tháng 6 sẽ có chương trình sale làm đẹp trên Shopee. Rồi đến ngày mùng 5 tháng 6 tức là vào thứ hai thì sẽ là siêu sale, sale chính hãng. À, tương tự như vậy uh, cho các ngày tiếp theo cũng có những cái lịch sale cố định mà các bạn có thể nhìn ra cái quy luật của nó khi mà các bạn quan sát vào cái bảng lịch chiến dịch tháng 6 năm 2023 này ở trên Shopee. Ví dụ vào thứ tư các ngày trong tuần thì chúng ta sẽ có chương trình là thứ tư freeship này, nó sẽ diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 6 này, 14 tháng 6 này, 21 tháng 6 này hay là 28 tháng 6 ở đây. Hoặc là vào thứ hai thì sẽ có chương trình là thứ hai sale chính hãng, ví dụ như là vào mùng 5 tháng 6 này, 12 tháng 6 hay 19 tháng 6 hay là 26 tháng 6. Hoặc là chương trình thứ 6 mặc đẹp diễn ra vào mùng 2 tháng 6, mùng 9 tháng 6, 16 tháng 6, 23 tháng 6 hay là 30 tháng 6. Các bạn có thể dựa vào cái bảng lịch sale tháng 6 năm 2023 này của Shopee để lên kế hoạch săn sale sao cho nó phù hợp. À, tuy nhiên mình vẫn khuyên các bạn là hãy săn sale vào ngày mùng 6 tháng 6 tới đây. Ngoài các cái chương trình sale từ sàn Shopee ra thì các cái thương hiệu lớn ở trên Shopee cũng tung ra các cái ưu đãi của họ vào những cái ngày nhất định trong tháng 6 này và lịch sale thương hiệu tháng 6 ở trên Shopee chính là cái hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Ví dụ như trong khoảng thời gian từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 sẽ có chương trình sale của La này, của Vichy này, của Cerave này hay là ngày mùng 9 tháng 6 sẽ có chương trình sale của Samsung tương tự như vậy cho các ngày tiếp theo. Nếu mà bạn yêu thích thương hiệu nào, muốn mua sản phẩm của thương hiệu nào trong số các cái thương hiệu mà các bạn nhìn thấy ở trên hình ảnh thì các bạn hãy nhớ đặt lịch để vào gian sale nhé. Thường thì nó sẽ diễn ra vào cái khung giờ 0 giờ. Ví dụ các bạn muốn săn hàng điện tử của Samsung chẳng hạn, thì hãy săn nó vào cái khung giờ 0 giờ đến 2 giờ ngày 9 tháng 6 nhé. Ở đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn một số lưu ý quan trọng khi mà các bạn muốn săn sale ở trên Shopee hiệu quả hơn. Lưu ý thứ nhất là các bạn hoàn toàn có thể biết trước được mã Shopee bằng cách truy cập vào trang tổng hợp mã giảm giá Shopee của Blog giảm giá .vn cách thực hiện như sau: Đầu tiên, các bạn hãy truy cập vào trang Blog giảm giá .vn. Tiếp đó, các bạn hãy chọn vào mục mã giảm giá Shopee. Sau đó, các bạn tìm đến mục mã săn shopee từ giờ này đến giờ này vào ngày này như hình ảnh các bạn đang nhìn thấy trên màn hình ở phần này thì blog giảm giá vn đã tổng hợp trước cho các bạn những mã giảm giá sẽ được tung ra vào khung giờ tiếp theo Lưu ý thứ hai là các bạn hãy nhớ sử dụng công cụ lấy voucher Shopee theo link sản phẩm của blog giảm giá vn Cái công cụ này sẽ giúp các bạn lấy toàn bộ mã giảm giá Shopee có thể áp dụng được cho cái sản phẩm mà các bạn muốn mua chỉ trong vòng chưa tới một phút thôi. Cực kỳ là tiện lợi luôn. Sau khi nó hiển thị danh sách mã ra rồi thì chúng ta chỉ việc lưu nó hoặc là copy ký tự mã để sử dụng khi mà mã có hiệu lực thôi. Cách sử dụng cái công cụ lấy voucher Shopee này thì mình đã có video hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Các bạn có thể xem lại nó ở dưới phần mô tả của video này nhé và lưu ý thứ ba, đó chính là các bạn hãy nhớ sử dụng công cụ gắn tag Shopee Live của blog giảm giá vn để gắn tag Shopee Live và áp dụng mã Shopee Live cho mọi sản phẩm ở trên Shopee. À, nếu mà các sản phẩm mà các bạn muốn mua, ấy, nó không được bán trên live, tức là nó không có tag Shopee Live, thì các bạn hãy sử dụng cái công cụ này để có thể áp dụng được mã giảm giá Shopee Live cho sản phẩm mà các bạn muốn mua nhé. Cách sử dụng công cụ này thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Các bạn có thể xem cái video đó mà mình để dưới phần mô tả của video này nhé. Như vậy là trong video này mình đã chia sẻ đến các bạn lịch sale Shopee tháng 6 năm 2023 rồi. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngần ngại hãy để lại thắc mắc của bạn dưới phần bình luận của video này. Mình sẽ giải đáp ngay khi có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.